Marco Mobile chào anh em. Trên tay con máy nhiều kỷ niệm Pixel 2XL. Đó. Mới thật anh em ạ. Mình đã thử mở ra xem nó đúng là mới không hay là dựng. Cái này chắc kiểu tồn kho tuồn ra được một lô. Thậm chí siêu là siêu nguyên bản luôn. Anh em nhìn cái gì đấy, chưa bóc lần nào này. Đây là 2XL. Đây là 2. Đấy, anh em nhìn cái chưa bóc lần nào. Còn cái con mà mình đã bóc đây, mình vừa quay clip con này. Đấy, bóc ra dán lại không bao giờ được như kia, đố không nào dán lại được. Đấy. Cái keo dán lại đã bóc ra dán lại và cái chưa bóc thì nó khác hẳn nhau. Đấy. Nó có bọt khí khác, nó bị lấm chấm này khác. Vì keo đã bóc ra, anh em nào làm thợ máy thì biết, cái gioăng zin bóc ra không bao giờ dán lại nó đều được, kể cả là dùng, trừ khi là dùng gioăng mới. Đấy. Mới tinh này. Và mình sẽ bóc một con này thì có rất nhiều kỷ niệm. Nói là huyền thoại của bọn Pixel này cũng đúng, không sai đâu. Rất nhiều anh em trong đó có mình biết đến và quyết định sử dụng Pixel này vì cái con này. Chụp ảnh rất là đẹp. Mình có nói trong cái clip review con bóc cái con 2 nhỏ này này. Hồi đấy mình hay chụp ảnh sản phẩm cho anh em ấy. Con này bọn này chạy 835, tương đương với Note 8, tương đương với bọn Sony XZ Premium. Chụp ảnh với XZ Premium thôi bỏ, so con này chỉ được 5 trên 10 thôi. Đấy, nhưng hồi đấy mình lấy con Note 8 là chụp sản phẩm, chụp xong mình cứ lau cam này theo phản xạ, cứ lau vì thấy ảnh mờ quá. Một lúc sau mình nghĩ ra, à, do cái con này nó nét quá chứ không phải con kia nó mờ. So sánh hai con thế là cứ nghĩ con kia mờ. Đây, bóc ra anh em nhé, cái siêu này, quay cận cảnh anh em xem. Đấy. Sẽ có bạn bảo là ông tà lưa, ông dán siêu lại, dạ, trái làm thế làm gì anh em ơi, con máy có hơn củ. Đấy, anh em đã bóc ra nhá, anh em dán lại không bao giờ được như thế nữa. Anh em nhìn hai cái siêu đã bóc và dán này, làm gì thì làm ngồi miết thoải mái, nó cũng sẽ không thể được như thế. Đấy. Cái keo nó đã chảy ra rồi, không thể nào mà dán lại được. Nhìn phát biết ngay. Bóc một con nhé. Đây là mình quay clip thôi chứ mình đã mở máy một con luôn rồi. Huyền thoại. Con này chụp đẹp. Màn 2K nhưng lại hơi tối, thậm chí tối hơn cái con nhỏ này. Mình ghét nhất là cái màn của con này. Thấy tối hơn con nhỏ thì pin lại hèo. Nhưng cả hai cái đấy đều được bỏ qua nếu mà nói đến cái tính năng chụp ảnh của nó ở thời điểm đấy. Màn loa sắt này. Đấy, hai. Mình sẽ ấn nhanh bỏ qua những cái này cho anh em. Ở thời điểm đấy thì thực sự con này là tiếng vang chụp ảnh ấn tượng cực kỳ, nhưng mà như kiểu điện thoại tàu ấy, anh em chả biết nó là cái gì. Nhiều người hỏi đây là máy gì, khi trả lời vào đây là máy do cái hãng chủ của Android làm ra thì ô thế à, máy do hãng tìm kiếm Google làm ra đấy. Anh em nhìn nó mới, cái chân sạc thế này mà. Cá nhân mình đánh giá nhé, cái đời này, đời 2 này này, gia công ấy nó còn sắc nét, nó còn tinh tế hơn cả cái đời. Đây anh em nhìn cái viền đã bóc rồi này. Đấy, còn đây là cái viền chưa bóc này. Mình muốn chia sẻ với anh em thôi, bởi vì chắc chắn nhiều anh em giống như mình, có rất nhiều kỷ niệm với cái bọn này. Đấy. Muốn chia sẻ với anh em cái niềm vui khi mà tự nhiên lại vớ được mấy cái con mới cứng như thế này. Bỏ hai cái siêu ra ngoài cho bay linh tinh. Đấy, hai con nhỏ và con to đặt cạnh nhau đây anh em này. Một con 5.5 inch, một con là 6.2 inch. Về màn hình mà nói thì cái con nhỏ màn hình thích hơn bởi vì nó sáng hơn. Đồng ý. Đấy, anh em nhìn này thì không thấy gì đâu, nhìn trực tiếp bằng mắt thường thì sẽ thấy. Đấy, con này màn đẹp hơn, sáng hơn, mặc dù con này là màn 2K, mình nhớ là màn 2K. Thế nhưng có ở cái đời này, dù là con to hay con nhỏ anh em ạ, mình đều thấy rất là ưng ở cái khoản gia công. Anh em nhìn cái đường cắt laser của nó này, rất là sắc nét. Cái viền của con 2 này, đấy, nó cắt sắc như thế này, trong khi đến đời 3 thì 10 con đến 9 con rưỡi là kiểu gì cũng một bên hở viền một chút, một bên khít hơn một chút. Cái vân tay cũng thế.
càng ngày gia công càng giặt dẹo mượt. Snap 835 mà anh em hình dung hồi đấy nó giống như kiểu mấy con iPhone ấy, RAM 4GB thôi nhưng mà mượt kinh khủng. Bọn này có hai phiên bản bộ nhớ là 64 và 128, RAM 4. Con to thì màn 2K, con nhỏ mình nhớ là màn Full HD. Hai con này đều màn OLED nhé, công nghệ OLED cũng cả, nhưng mà con nhỏ màn đẹp hơn, sáng hơn, con to thì màn tối hơn. Ảnh chụp thì giống nhau thôi, đều đẹp, bá chủ thời điểm đấy, một trời một vực so với những cái hãng khác. Quay phim thì cùi, hồi đấy cái bọn này quay phim tiếng rất là đanh, thu âm nó không được mềm mại, khó chịu. Mình đang quay clip với anh em bằng con S22 Ultra, anh em nghe cái tiếng của mình nó khác, nó thu nó khác hẳn so với bọn này. Nhưng mình vẫn nói là bọn này tuyệt vời, bỏ qua được hết những cái khác ở cái khoản chụp ảnh của nó ở thời điểm đấy. Còn ở thời điểm bây giờ thì vẫn bỏ qua được hết tất cả với cái mức giá của nó. Tầm khoảng 2 củ mình khẳng định không có con nào chụp ảnh đẹp như bọn này. Đẹp hết rồi đây, đừng nói đến mượt, chỉ nói chụp ảnh thôi. Anh em nhìn nó mới tinh thế này, thợ sờ quen sẽ biết là vỏ làm lại hay không. Chân sạc chưa có một tí gọi là bụi trần nào. Bọn này mình cũng chưa cắm sạc, mình dự định không cắm sạc luôn. Ảnh này, thời điểm đấy thì anh em biết rồi, bọn này chụp ảnh cực kỳ tuyệt vời, chụp đêm, chụp thiên văn, chụp thiếu sáng, chụp macro, ui tuyệt vời, rất nhiều kỷ niệm với bọn này. Thiết kế cũng đẹp chứ. Con nhỏ thì thực sự mà nói, con nhỏ chỉ hơn con to được mỗi cái điểm mà cái màn có vẻ tươi hơn thôi, chứ viền con nhỏ dày, viền con to cân đối hơn nhiều. Cấu hình thì mình nói sơ sơ thôi, Snap 835 này, RAM 4 này, bộ nhớ 64 hoặc 128. Anh em biết hết rồi, bọn này nó cũng là cái phone cổ rồi, chủ yếu là muốn khoe với anh em cái độ mới của nó. Anh em nhìn thế này đấy. Marco Mobile chào anh em nhé, hy vọng là qua cái clip này anh em ôn lại một ít kỷ niệm với mình ngày đầu đến với Pixel vì cái bọn này đây này.